À rồi, bạn thưa các bố các mẹ là bây giờ chúng ta bắt đầu đến phần thi của các bạn chỉ có 4 đến 5 tuổi thôi ạ. À, thì xin phép là các bạn nhỏ này thì giám khảo mớm một chút. À, Trần Đăng Kim đúng không? À, Kim ơi, bây giờ cô Hằng hỏi gì con trả lời nhá. Các dạng của nước thì nước có mấy dạng nhỉ? Nào, bây giờ con nói thôi, dạng thứ nhất là dạng gì? Dạng đáy lỏng ở giữa thì như thế nào nhỉ? À, mình uống luôn được. Giống như là những cái gì mà mình ăn uống hàng ngày nhỉ? Trạng thái rắn. Rồi, tiếp theo là trạng thái rắn. Trạng thái rắn thì như thế nào? Uống mát hơn. À, uống mát hơn, có nghĩa là có đá vào là uống mát hơn đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế còn trạng thái thứ ba là gì nhỉ? Trạng thái hơi. Trạng thái hơi thì như thế nào? Bỏng lắm. Bỏng lắm á? À, cái gì sẽ nóng nhỉ? Đun sôi. Khi đun sôi nước sẽ làm sao? Khi khói sẽ bốc lên. Có khói và nước sẽ bốc lên. Và lúc này thì là nóng mà. Các bạn nhỏ có được động vào không? Không ạ. Rồi, thế con thích trạng thái nào nhất? Con thích trạng thái nào nhất nhỉ? Con thích rắn hay lỏng hay khí? Con thích trạng thái lỏng hơn. Vì sao? Uống luôn thì con cảm thấy rất nóng. À, thế bây giờ nhá, cô hỏi nước sôi thì mình có uống được luôn không? Không. Thế còn nước nó lạnh quá mình có được uống nhiều không? Không ạ. Uống nước lạnh nhiều quá thì làm sao nhỉ? Con cảm thấy lạnh lắm. Lạnh lắm thì còn họng của mình làm sao? Họng của mình